Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Truyện Đình Soạn xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay của tác giả Thiên Tường, câu chuyện Duyên Âm Dẫn Lối. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chiều muộn tại một ngôi nhà, hai mẹ con đang ngồi ăn uống với nhau. Bà Thoan liền bảo: "Chị này, con năm nay cũng 28 tuổi rồi đó, có thế nào lấy chồng đi, để mẹ còn có cháu mà bế bầm. Mẹ năm nay tuổi cũng đã cao, chẳng biết đã khi nào đi đâu con ạ." Chị nghe vậy thì hơi xị mặt ra đáp: "Sao mẹ lại nói như vậy? Mẹ còn trẻ sống khỏe mãi với con, sao nói là đi được chứ? Mà còn con muốn lấy chồng cũng phải có người chịu rước đã chứ, đâu phải nói cưới là cưới." Bà Thoa nhỏ giọng nói với con: "Thì mẹ có bắt con cưới liền đâu. Thế nhưng mà hiện tại quay theo đuổi thì con cứ chọn lên một người mà bản thân cảm thấy tốt nhất, rồi tìm hiểu sau đó tiến tới hôn nhân. Mẹ nào mà chẳng mong con được hạnh phúc chứ." Chỉ biết là con cố nói thế nào cũng không vừa, cho nên chỉ mỉm cười gật đầu, giọng vui vẻ trả lời: "Thì mẹ cứ để con từ từ, con mới có 28 tuổi, chưa có thành gái già đâu mà mẹ lo." Bà Thoa gật đầu mỉm cười rồi tiếp tục ăn cơm. Sau là bà và người chồng chỉ có duy nhất một cô con gái chính là Chi, cho nên rất thương con. May mắn tính của Chi cũng ngoan ngoãn, cho nên từ bé đến giờ bà Thoa hết sức ăn lầm. Suy chỉ có việc chồng con thì bà chờ mãi mà chẳng thấy cô nói gì. Trong thâm tâm thì bà cũng muốn con ở với mình. Thế nhưng mà bà biết con gái đến tuổi dậy thì thì phải lấy chồng, cho nên là bà cũng mong con gái của mình kiếm được một tấm chồng vừa ý, rồi sinh cho bà một đứa cháu để bà bồng bế, trước khi mình già cả nằm một chỗ rồi nhắm mắt xuôi tay. Để sau khi chồng bà mất, một tay bà nuôi Chi khôn lớn. Chi cũng biết mà thương mẹ lắm, cho nên cố gắng học hành cực kỳ giỏi giang, rồi hiện tại đang làm tại một công ty quốc tế gì đó mà bà cũng không biết rõ. Chỉ biết con gái tối ngày bận bịu ở bên ngoài, đến cả thời gian ăn uống cũng không có. Chỉ vì thương mẹ cho nên cố gắng hết sức để làm việc kiếm tiền cho bà được an hưởng tuổi già, không cần phải nai lưng ra làm gì nữa. Cho nên kể từ khi đi học, bất cứ công việc gì cũng chẳng bao giờ nề hà, chỉ cần có tiền là được. Hiện tại đã có công việc ổn định với mức lương cũng khá, cho nên chỉ tối ngày bận bịu ở bên ngoài, ít có thời gian ở nhà. Bữa cơm hôm nay cũng đã là lâu lắm rồi, cô mới có thời gian để ngồi ăn cùng mẹ. Học hành giỏi giang, sự nghiệp ổn định. Phải nói hiện tại Chi đang có một cuộc sống như mơ, đủ để lo cho mẹ của mình. Thế nhưng đổi lại cô lại chẳng có mấy thời gian để dành cho mình, chứ đừng nói đến chuyện yêu đương. Đối với Chi bây giờ mà nói, có khi lại giống như là nhiều người ở thời đại này. Cứ đến tuổi thích hợp thì quen đến một người đủ cảm giác và các yếu tố chung quanh, thì lấy cũng được, chẳng cần phải yêu thương rông dài. Nói vậy thôi, chứ dù sao Chi cũng là một cô gái, cũng mong sẽ có người xuất hiện và mang lại cho cô được một cảm giác yêu đương giống như những cô gái khác. Nhưng mãi mà chẳng xuất hiện, nhưng mãi cũng chẳng thấy đâu. Vốn là một cô gái cực kỳ xinh đẹp lại giỏi giang, cho nên chẳng lạ khi ở công ty hay vài mối quan hệ bình thường cũng có nhiều người ngưỡng mộ và cả theo đuổi. Thế nhưng Chi chẳng bao giờ cảm thấy có tình cảm. Tất cả đều rất bình thường, chẳng thể chen được vào cuộc sống hiện tại của cô. Là một người sống cực kỳ quy tắc, hàng ngày Chi chỉ cố gắng làm hết phần việc của mình, cho đến khuya thì mới ra về. Khi đó thì làm gì có thời gian cho mấy cái chuyện yêu đương, ngay cả tự chăm sóc bản thân cô còn khó nghĩ tới được. Chính vì vậy cho nên người ngoài nhìn vào cũng thấy được cô là một người cực kỳ cô đơn. Ngoài thời gian dành cho mẹ và công việc ra, Chi chẳng còn dành cho thứ gì cả. Mấy người đồng nghiệp đôi lúc cũng muốn quan tâm đến cô, nhưng chẳng thể nào tiếp cận cho được. Thế nhưng cuộc sống vốn dĩ xoay tròn, mọi thứ sinh ra luôn có quy luật của nó. Tình yêu chẳng sớm thì muộn cũng sẽ tự tìm đến với ta. Chỉ tiếc là sắp tới đây, thứ ấy lại đến với Chi theo một cách chẳng ai mong muốn. Người ta bảo những người dù có cố thế nào cũng chẳng có thể có được tình yêu bình thường như bao người khác, chẳng phải do không có ai theo đuổi, cũng không phải là do quá khó khăn trong việc lựa chọn,
mà là do người đó mắc phải thứ gọi là duyên âm. Người mắc phải thứ này thì đường tình duyên sẽ trở nên lận đận, chẳng bao giờ tìm được bến đỗ cho mình, vì bị người âm theo để quấy phá. Nhẹ thì cứ ở vậy chẳng thể lấy vợ lấy chồng, nặng thì bị ám đến mức cạn mất cả dương khí mà chết. Tuy chuyện tâm linh thờ cúng vào thời đại này đã được hạn chế, thế nhưng mà người ta vẫn thường hay đi xem thầy, và những khi chuẩn bị làm công việc gì đó hệ trọng, hay cả gặp phải những thứ gì đó có liên quan đến thế giới tâm linh để mà giải quyết. Bà Thoa thấy con gái của mình mãi chẳng có đôi, lúc ấy bà mới nghĩ đến chuyện con gái của mình mắc duyên âm, thì bảo cô đi xem thầy cùng mình, thế nhưng Chi chẳng chịu. Con nghe mẹ bảo này, cuối tuần này con sắp xếp đi với mẹ lên trên kia xem, cái ông thầy này hay lắm, để xem con có mắc phải duyên âm hay không. Chứ từng này tuổi rồi mà không có quen được ai á, mẹ lo lắm. Chi nghe vậy chỉ biết mỉm cười lắc đầu. Thôi mà mẹ, duyên âm gì chứ, chỉ là con không có thời gian thôi. Mẹ cứ an tâm đi, chậm thì sang năm con mang rể về cho mẹ. Bà Thoa nghe vậy thì thở dài lắc đầu. Sao con cứ không chịu nghe lời của mẹ vậy? Con phải nghe mẹ, cuối tuần này cùng mẹ đi lên đó xem thử xem thế nào, sao cũng được để cho mẹ an tâm. Không còn cách nào khác, Chi cũng đành gật đầu cho mẹ vui. Thế nhưng dạo ấy khi đi lên xem thì ông thầy này bảo Chi hoàn toàn bình thường, chẳng mắc phải duyên âm gì cả. Nghe vậy bà Thoa mới tỏ ra an lòng. Chi liền bảo: mẹ thấy chưa, con đã bảo là do con bận việc quá cho nên mới vậy thôi. Mẹ đừng có lo, mẹ cứ vui vẻ ở nhà nghỉ ngơi, để năm sau con sẽ mang chàng rể đẹp trai giàu có về cho mẹ. Bà Thoa mỉm cười xua tay rồi đáp: thôi, chị cho tôi xin đi. Yêu đương cưới ai đó là việc của chị, nhưng mà phải chọn người tử tế. Mẹ chẳng cần giàu sang gì cả, xấu cũng được, nhưng mà người đó phải thương con thật lòng thì mẹ mới gả. Chị gật đầu mỉm cười đáp: vâng thưa mẹ, con giỡn vậy một chút thôi. Thôi mẹ con mình tranh thủ về đi, lát nữa con còn phải đi có việc. Nghe vậy bà Thoa ngạc nhiên hiện ra một nét buồn bã rồi đáp: hôm nay chủ nhật mà con không được nghỉ một ngày cho nó trọn vẹn sao? Công việc ở công ty nhiều lắm mẹ ạ, con phải đến đó làm cho xong, chắc không phải tối muộn mới về. Nói xong thì cô mở cửa xe ô tô của mình để mẹ lên xe rồi trở về nhà. Chiếc xe rời đi tầm một giờ sau thì cũng về tới. Chị mở cửa cho mẹ rồi bảo: mẹ vào nhà nghỉ ngơi nhá, con đi làm đây. Ờ đi đi, mà tối không về thì cũng phải ăn uống đầy đủ vào nghe con. Chị gật đầu vâng dạ lái xe rời đi. Đúng như dự kiến, công việc quá nhiều khiến cô phải tới tối muộn thì mới xong. Lúc này chỉ có phòng làm việc của cô đã còn sáng đèn mà thôi. Chị vươn vai ngáp ngắn ngáp dài một cái vì mệt, sau đó thu dọn đống hồ sơ để trở về nhà. Đột nhiên khi đã thu dọn xong bước ra ngoài, nhìn văn phòng làm việc chẳng còn ai, khiến cô cảm giác có chút buồn bã, nhưng cũng đã quen với việc này. Thế cảm giác buồn bã khi tan ca chẳng còn ai vốn đang ngấm sâu vào trong tâm trí của Chi, cho nên cô cũng chẳng mấy bận tâm. Thế nhưng hôm nay lần vào đó là một cảm giác gì đó sợ hãi khi nhìn vào bóng tối chung quanh. Chẳng hiểu sao Chi đột nhiên có cảm giác có người nào đó đang ở cùng mình tại văn phòng làm việc vào thời điểm này. Dù chỉ là một cảm giác thoáng qua, nhưng cũng đủ để cho Chi nổi da gà, đứng im tại chỗ nhìn chung quanh. Chẳng thấy có ai, Chi mới định thần rồi lại tự cười mình, sau đó mới nhấc chân ra ngoài. Bước đến thang máy, Chi bấm nút rồi đứng thẫn thờ chờ đợi. Vốn là việc thường ngày mỗi khi đi làm về, thế nhưng hôm nay cô lại có cảm giác kỳ lạ ở trong người. Một cảm giác bất an và cả sợ hãi mà chẳng thể nào tự mình giải đáp. Trong người nôn nao lại thêm cái không gian khá tối chung quanh, chỉ còn một ánh đèn vàng, càng làm cho Chi cảm thấy bứt rứt trong người. Bất giác cô nghĩ đến mẹ rồi bấm điện thoại gọi đi. Từng hồi chuông cứ như vậy vang lên, nhưng bà Thoa không chịu nhấc máy. Chẳng biết bà đã ngủ hay gặp chuyện gì ở nhà, đúng như theo cảm giác nôn nao trong người của Chi. Thế mẹ không nghe máy, cảm giác lo sợ trong người của cô lại càng tăng thêm. Chi nhìn vào bảng hiển thị của thang máy thì mới chỉ di chuyển đến tầng 10 của tòa nhà. Như vậy còn 10 tầng nữa thì mới nên tới nơi. Cô lấy làm lạ vì thang máy cứ dừng lại ở mấy tầng dưới,
chứ không hề đi lên trên. Chẳng lẽ giờ này ở mấy công ty khác trong cùng tòa nhà cũng có người làm việc hay sao? Thói quen làm việc về muộn đã có từ lâu, thế nhưng đây là lần hiếm hoi có thấy có người khác cùng bấm thang máy vào giờ này. Sau khi dừng ở tầng 10 thì nó tiếp tục dừng ở tầng 15 rồi mới tiếp tục di chuyển. Nỗi lo lắng đã khiến cho Chi càng lúc càng gấp gáp, chân đứng không yên mà đi qua đi lại. Mãi khi nó mới tới tầng 20, kèm theo tiếng chuông báo hiệu, cửa được mở ra từ bên trong không có ai cả. Thế nhưng Chi cũng không tỏ ra bất ngờ là mấy, vì nghĩ chắc ban nãy người dùng thang máy đã ra ngoài ở tầng khác. Chẳng nghĩ gì thêm, cứ bước vào trong thang máy rồi bấm nút xuống tầng hầm. Thang máy một lần nữa mở ra, Chi bước ra ngoài với một vẻ mặt đầy sự mệt mỏi. Chi bước vội về hướng xe của mình thì thấy vài chiếc xe khác còn đang đậu ở chung quanh. Đoán rằng trong tòa nhà vẫn có người của mấy công ty khác. Chẳng nghĩ ngợi được gì nhiều, bước chân của cô vội vã thế nhưng lại dần chậm lại vì cảm giác lạ xuất hiện ở trong đầu. Vừa rồi khi đang đi thì tiếng đôi guốc của cô vang lên trong tầng hầm, nhưng lại có điều gì đó rất lạ, không giống với bình thường. Chỉ cảm giác như có ai đó đang bước theo mình. Lúc còn ở văn phòng đã có cảm giác ai đó đang theo dõi, giờ thì lại nghe như lẫn vào tiếng bước chân của mình là âm thanh phát ra từ tiếng bước chân của người khác. Một cô gái làm việc mãi đến nửa đêm mới ra về lại có cảm giác có người theo dõi mình, khiến cho Chi không thể không sợ. Chi dừng hẳn lại ngó nghiêng để kiểm tra chung quanh thì lại chẳng có ai. Để cẩn thận, cô lại tiến thêm vài bước để nhìn xem vào những góc khuất mà ban nãy không nhìn thấy. Thế nhưng hoàn toàn chẳng có bóng dáng của ai cả. Ngó nghiêng thêm một lúc, Chi cũng gạt đi nỗi sợ mà tiếp tục quay lại hướng chiếc xe của mình. Một lần nữa lại nghe như tiếng chân của ai đó sau lưng. Cô quay người lại đằng sau rồi hỏi lớn: "Ai đó?" Quay cả người lại, nhịp tim của cô tăng lên, thế nhưng đằng sau chẳng có ai. Quái lạ, chẳng lẽ là mình nghe nhầm? Nghiêng người ngó ra đằng sau hai bên mấy cột trụ của tòa nhà, chị cũng không phát hiện ra ai. Cô an tâm quay lại vì cho rằng mình nghe nhầm. Bây giờ đã cảm thấy khá sợ vì nghĩ có người theo dõi mình. Khi tiếp tục bước đi thì cái âm thanh lạ đó không còn nữa. Nghĩ chắc đã nhầm cho nên Chi bước một mạch về xe của mình. Lại nghĩ về chuyện bà Thoa không chịu nghe máy, khiến cho Chi trở về với sự lo lắng bất an. Bất thình lình tiếng bước chân ở nơi nào đó trong căn hầm gửi xe vang lên, làm cho Chi rụt mình, rụt cả tay lại khi vừa định mở cửa xe. Cô quay mặt hướng nhìn về, cảm giác là nghe thấy tiếng bước chân. Đã sẵn sự sợ hãi trong lo lắng, lại nghe tiếng bước chân bất ngờ vang lên như vậy, Chi không khỏi bất giác rùng mình. Nhìn vào góc hầm nơi tiếng chân kia vọng lại, Chi thu tay không mở cửa nữa, để lại xem ai đang đến. Thế nhưng nhìn mãi không thấy ai. Mắt không nhìn thấy ai nhưng tai của cô thì vẫn nghe rõ muộn một tiếng bước chân đang gần, lúc càng tiến lại gần mình. Chi vô thức mở miệng rồi mấp máy hỏi: "Ai đây?" Tất nhiên chẳng có ai đáp lại cô, vì nếu có người ở đó cũng chẳng ai nghe được câu hỏi của cô vì còn cách khá xa. Nếu là bình thường nghe được tiếng chân đi như vậy, chị cũng chẳng bao giờ để ý làm gì, chỉ nghĩ đó là người nào đó mà thôi. Thế nhưng hôm nay thì khác, tiếng bước chân đó lại đem đến cho cô một sự sợ hãi, dù lớn dù nhỏ cũng đủ làm cho chị chậm hơi thở lại, nhịp tim lại tăng lên. Chị đứng rắn mắt nhìn về hướng đối diện của mình để coi thử ai đang đến, thế nhưng mà chẳng hề có ai. Tiếng bước chân người thì ngày càng gần hơn, chỉ cách cô khoảng vài chục mét mà thôi. Càng lúc Chi lại càng cảm thấy sợ hãi cái âm thanh này, sẽ đến mức cô chỉ biết đứng im chết lặng, chẳng còn nghĩ tới chuyện vào xe để đi nữa. Chẳng hiểu vì sao tiếng bước chân đó càng lúc càng làm cho lý trí của cô bị lấn át đi, cả người bắt đầu run rẩy. Ấy vậy nhưng những chuyện kỳ lạ đáng sợ đâu có dừng lại ở đó. Phải nói Chi cũng chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm, sợ ma như những cô gái khác. Thế nhưng trong suốt 28 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên cảm thấy sự áp lực đến từ thứ vô hình mà người ta hay đồn đại này. Tiếng chân thì vẫn cứ không ngừng vang lên mỗi lúc một gần. Chỉ ngần ấy thôi cũng đủ để cho Chi cảm nhận lạnh hết cả sống lưng, vì tìm mãi chẳng có ai.
Thế nhưng chuyện tiếp theo càng khiến cho cô tái mặt, vì bóng đèn ở hầm gửi xe đột nhiên thì nhau chớp tắt. Tiếng bước chân rồi mấy cái bóng đèn nhập nhoạng chớp tắt càng đầy nỗi sợ hãi trong người của Chi lên cao. Cô bất giác lùi hẳn ra khỏi chiếc xe của mình, dán thẳng mắt về phía trước. Trước mắt đã trên mấy bóng đèn đang liên tục chớp tắt, xong lại nhấp nháy liên tục từng cái ở đằng xa, cho đến khi đến cả ở gần cô. Được một lúc thì bóng đèn ở xa đã hoàn toàn tắt ngấm, rồi từ từ từng cái một cũng tắt theo, cho đến khi tất cả hoàn toàn tối om. Bên này Chi bất giác lùi về đằng sau, mặt tái mét vì sợ, miệng chỉ ú ớ chẳng nói thành câu. Sau khi đèn điện đã hoàn toàn mất đi, xung quanh của Chi trở nên tối đen như mực. Tâm lý càng bị đẩy lên cao, Chi run rẩy toàn thân muốn quay lưng bỏ chạy. Thế nhưng vì sợ quá chẳng thể điều khiển nổi cơ thể của mình. Ở trong tầng hầm tất cả ánh sáng đã tắt lụi, nhưng tiếng bước chân vẫn không ngừng tiến lại. Lúc còn ánh sáng tìm không thấy ai, Chi đã sợ. Giờ đây lại không nhìn thấy rõ xung quanh, mà cái âm thanh đó vẫn rõ ràng rộn lên trong tai của cô. Cô hốt hoảng dần dần chuyển sang mếu máo rồi hỏi: "Này, tôi hỏi ai đấy?" Giọng của cô lớn đến như vậy, thế nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai đáp lại. Nhờ đến cảm giác mình bị theo dõi lúc nãy, Chỉ có thể đoán rằng việc mất điện này cũng có thể là do kẻ kia cố tình giở trò. Chỉ không thể ngờ được làm việc ở đây bao năm, hôm nay an ninh lại lỏng lẻo như vậy. Biết rằng cứ đứng run sợ như vậy cũng chẳng giúp ích được gì, Chỉ cố gắng thở ra từng hơi để lấy lại sự điềm tĩnh, rồi cố gắng suy nghĩ. Ngay lập tức cô nhìn về chiếc xe của mình, vì đó chính là cách duy nhất để rời khỏi đây. Mắt đã làm quen với bóng tối, Chỉ có thể nhìn rõ được chiếc xe đang đậu ở trước mặt, mới nhận ra nãy giờ vì quá sợ mà không lo lên xe và rời đi. Chỉ tự cười mình rồi tiến thẳng lại lên xe. Thế nhưng hiện tại khi đã có được chút bình tĩnh, liệu có phải đã quá muộn hay không? Vì ở góc hầm đột nhiên có một ánh đèn pin rực sáng rọi thẳng vào mặt của cô. Chẳng biết đó là ai, Chi run rẩy miệng á khẩu cố gắng nhìn về hướng người vừa xuất hiện. Ánh đèn chiếu vào người của cô một lúc rồi bắt đầu hạ xuống, tiếng chân lại tiếp tục vang lên một lần nữa. Chi sợ quá cũng chẳng thể đưa tay mở cửa được, vì cô biết hiện tại đã quá muộn. Nếu như kẻ đang đến là người xấu hay là thứ ma quỷ, thì chắc chắn đêm nay mình sẽ gặp phải chuyện không lành. Ánh đèn pin đừng hạ xuống, người bí ẩn kia bắt đầu tiến lại, vừa đi vừa bảo: "Chào cô, cho tôi hỏi tại sao cô lại ở đây vào giờ này?" Chỉ nghe thấy giọng nói khá lạ thì chẳng biết nên mừng hay nên sợ. Thế nhưng đó là giọng của một người đàn ông lớn tuổi. Nhìn vào người đó cô vẫn chẳng biết là ai. Thế nhưng khi người đó tiến lại gần thì có thể nhìn thấy người này đang mặc trên mình bộ quần áo của mấy chú bảo vệ tòa nhà. Dù chưa biết đó là ai, nhưng chị vẫn khẽ thở vào vì đó là bảo vệ, chứ không phải là kẻ xấu nào có ý định tồi tệ với cô. "Dạ con chào chú à, con là nhân viên của công ty trong tòa nhà này. Bây giờ con mới làm xong trở về, chú là..." "À ra vậy hả? Vậy mà tôi cứ tưởng có kẻ nào lần mò vào đây." Chị đã có thể nhìn rõ thấy mặt của người này nhờ ánh đèn pin đông tân đang cầm trên tay, thế nhưng vẫn chưa nhận ra đó là ai. Đang ú ớ thì từ phía trước lại có một tiếng chân khác vội vàng tiến tới. Xuất hiện là một người đàn ông có phần quen mặt với Chi. Người này lên tiếng hỏi: "Ơ Chi hả cháu? Hôm nay cuối tuần mắng làm việc muộn vậy sao?" "Dạ chú ba hả? Hôm nay còn nhiều việc quá con nên con tới tăng ca." Người bảo vệ tên hay gọi là Ba gật đầu mỉm cười, toàn nhìn sang người đàn ông kia rồi bảo: "Đây là chú Toàn bảo vệ mới ở đây, cho nên có lẽ hai người không có biết nhau. Ông ấy vừa vào đây làm việc ngày hôm nay thôi cháu." Xong ông quay sang nhìn ông Toàn rồi bảo: "Đây là con bé Chi, tôi làm việc ở đây lâu cho nên cũng quen với cảnh này. Con bé nó thường xuyên đi làm về khuya vậy đó." Ông Toàn gật đầu, ông Ba lại quay sang Chi: "Mà cháu cũng làm việc nó vừa phải thôi, còn sống nữa chứ. Chú thấy ngày nào cháu cũng làm việc đến khuya, thời gian đâu mà tự chăm sóc bản thân. Chưa kể thân con gái đi một mình giờ này nguy hiểm lắm, chả tốt đâu." "Con cảm ơn chú ạ. Tại con cũng quen rồi, công việc nó nhiều quá, con không có bỏ ngang được. Thôi con về đây nhá, con chào hai chú."
Hai người bảo vệ gật đầu mỉm cười nhìn Chi. Chi lên xe thở phào một cái rồi rời đi. Ở đó ông Ba quay sang nói với đồng nghiệp: "Tôi với ông đi xem nguồn điện nó bị làm sao. Tự nhiên giờ này lại mất điện, đúng thật là..." Ông Toàn gật đầu xong cả hai người quay lưng rời đi. Có thể nói đây là lần đầu tiên cô phải tự mình đối diện với cảm giác kỳ dị đáng sợ như vậy. May mắn mọi thứ không diễn ra như cô đã nghĩ vào thời điểm ấy. Bây giờ khi đã bình tâm trở lại thì một nỗi lo lắng khác lại ùa về. Chính là bà Thoa chẳng chịu trả lời điện thoại. Nhấc máy lên gọi một lần nữa, thế nhưng đáp lại cô vẫn chỉ là những hồi chuông dài lê thê. Sợ mẹ gặp chuyện không hay, Chi liền đạp ga để về nhà nhanh hơn. Trời đã muộn, ngoài đường vắng vẻ khiến cô chủ quan, cho nên ngay khi vừa rời mắt khỏi chiếc điện thoại rồi đạp ga thì mặt liền biến sắc. Sự chủ quan khiến Chi không thể để ý được chiếc xe đang tiến sát lại phần đường dành cho người qua đường và có người đang đi ở đó. Sự việc quá bất ngờ, Chi phải dùng hết sức của mình để thắng xe lại. May mắn làm sao Chi vừa tăng tốc độ cho nên vẫn kịp phanh lại, không để xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Định thần lại, cô nhớ đến hình ảnh của người đàn ông đi bộ chiếc xe của mình đang ngã xuống đất. Vội vàng tháo dây an toàn rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Tiến ra ngoài thấy người kia chỉ là một người thanh niên trẻ. Chi lúc này giọng đầy hoảng hốt: "Ô, anh có làm sao không ạ? Tôi xin lỗi." Người thanh niên đang ôm mặt đau đớn chẳng trả lời được Chi. Chi lại tiếp tục: "Tôi xin lỗi anh, để tôi đưa anh đi bệnh viện nhé. Viện phí hết bao nhiêu tôi xin trả." Chi tiến sát lại kiểm tra người mình vừa tông trúng xem có gặp vấn đề gì không. Người này chỉ cố gắng ngồi dậy rồi nhăn nhó che mặt, miệng thều thào đáp: "Tôi không sao đâu, cảm ơn cô. Cô dìu tôi vào lề đường, cứ đi đi đừng có lo lắng, tôi không sao cả." Chi lắc đầu nguầy nguậy: "Không được, anh nghe tôi đến bệnh viện đi. Là lỗi của tôi bất cẩn, anh cứ đến đó cho tôi an tâm." "Cô cứ an tâm, tôi không trách cô đâu." Không đồng ý, Chi vẫn hối thúc: "Anh nghe tôi đến bệnh viện, tôi không thể để anh như vậy được đâu." Người thanh niên sau một hồi nhăn nhó rồi thả tay ra khỏi gương mặt của mình, nhìn vào cô gái trước mặt rồi bảo: "Cô nhìn đi, tôi không sao cả. Bà nãy tôi chỉ hơi đau một chút, bây giờ thì ổn rồi." Chi bất giác đứng hình, hơi thở cũng lặng đi sau khi thấy gương mặt của người thanh niên đó. Trong lòng của cô như vừa bị xao động vì nét mặt của người này. Trước mặt người kia vẫn chỉ cười rồi bảo: "Cô nhìn đi, tôi không sao cả. Cô cứ về đi, hình như là đang vội phải không?" Tôi không sao. Cô cứ về đi đừng nghĩ nhiều. Nếu muốn hôm khác có thể mời tôi đi ăn là được." Người thanh niên cắt ngang rồi quay mặt rời đi. Chỉ đứng đó im lặng chẳng kịp phản ứng gì cả. Như sực tỉnh, cô liền nói với: "Vậy cuối tuần sau tôi hẹn anh ở đây, tôi sẽ mời anh đi ăn nhé." Vẫn còn có chút bất ngờ trước cách hành xử của người đàn ông, nhưng chỉ có chút an lòng vì người đó không sao cả. Bà nãy mà thắng không kịp có chuyện gì với người ta lại khiến cô phải ân hận cả đời. Nhớ đến chuyện quan trọng, Chi trở lại xe và rời đi. Ở đoạn đường người thanh niên ban nãy đang thất thểu bước đi thì dừng lại, quay người nhìn chiếc xe đang di chuyển với một nét mặt đượm buồn. Rồi cả người bắt đầu tan biến vào đêm tối như chưa từng xuất hiện ở đây. Chi trở về nhà, chỉ vội mở cổng để vào xem mẹ có làm sao không. Và đến nơi cô liền gọi lớn: "Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có sao không mẹ?" Ở bên trong bà Thoa đang ngủ say, bị tiếng gọi làm cho tỉnh dậy rồi thều thào: "Mẹ đây, cái chuyện gì thế?" Nói xong thì bà lùm cùm bỏ dậy: "Có cái chuyện gì mà gọi mẹ ầm ầm thế hả? Trời đất ơi, mẹ có sao không, con lo quá." "Lo cái gì, mẹ đang ngủ có làm sao đâu. Tự nhiên đi làm về lại thế này, thế có chuyện gì hả?" "Con có làm sao đâu. Tự nhiên lúc nãy con bất an trong người, sợ mẹ xảy ra chuyện gì ở nhà." Nghe vậy bà Thoa liền cười rồi đáp: "Bố cái con quỷ này, làm cho mẹ cứ tưởng có chuyện gì. Thế đã ăn uống gì chưa để mẹ hâm lại thức ăn?" "Dạ chưa ạ." Bà Thoa liền làm mặt giận: "Mẹ đã dặn con rồi mà có nghe đâu. Thôi vào trong thấy đồ ra rồi ăn." "Thì con cũng muốn ăn cơm của mẹ nấu mà. Mẹ không thương con gái mẹ hả?" "Thôi tôi xin chị đó. Lại giờ cái giọng đó. Mau lên, mẹ hâm xong rồi ăn."
Chi vâng dạ đáp rồi trở về phòng thay đồ. Đèn trong phòng được bật sáng, Chi tiến vào bên trong, đưa tay lấy bộ đồ trong tủ rồi rụt tay lại, vì thấy lòng bàn tay của mình đen kịt. Cô lẩm bẩm tự hỏi, ủa cái này là gì vậy ta? Nhìn vào vết đen trên tay mà cô không khỏi nghi hoặc, cố gắng lục lọi trí nhớ để xem có vô tình chạm phải thứ gì đó hay không. Suy nghĩ một hồi lâu, Chi cũng chẳng thể nghĩ ra, cho nên quyết định trở ra để rửa tay cái đã. Bà Thoa thấy con gái ra ngoài thì ngạc nhiên, sao còn chưa có thay đồ? Thay ra để ra ngoài, mai mẹ giặt cho. Chi liền đáp, con đang định thay mà tự nhiên thấy tay của con dơ quá, con rửa cái đã, chẳng biết con cầm phải thứ gì mà đen thui thế này. Nói đoạn cô đưa tay lên cho mẹ xem thì bà ngẩn ra, cái vết đen nào, tay con sạch thế kia cơ mà. Nghe mẹ nói, Chi có phần không hiểu, đưa tay nhìn vào thì cô ngạc nhiên, ủa sao tự nhiên lại thế này? Rõ ràng ban nãy lòng bàn tay của con nó đen thui cơ mà nhỉ. Cô rất khó hiểu, không biết vì sao chỉ không nhìn vào nó từ trong phòng ra đây mà tay của mình lại trở lại bình thường như vậy. Có giải thích thế nào cũng không được, Chi đành phải rửa tay sơ qua một cái rồi trở vào. Đứng thay đồ mà Chi vẫn không ngừng thắc mắc về chuyện đó. Rõ ràng ban nãy khi đưa lòng bàn tay lên, cô thấy rõ ràng một màu đen kịt bám đầy, vậy mà chỉ ra đến bếp thì lại sạch banh, chẳng có gì cả. Thay xong bộ đồ thoải mái, cô trở lại ôm mẹ của mình. Bà Thoa hâm lại đồ ăn xong liền dọn ra cho con gái, rồi ngồi đó nói chuyện. Chẳng hay biết được rằng ở ngoài cổng, nơi chiếc ô tô còn đậu ở đó, ở bên cạnh có một bóng người thanh niên trẻ tuổi đang đưa đôi mắt u buồn nhìn vào bên trong, miệng mấp máy gì đó chẳng thành tiếng rồi lại biến mất. Ở trong nhà, Chi vừa ăn vừa nói chuyện với mẹ thì bất giác nhìn ra ngoài cổng, vì vừa rồi cảm nhận được điều gì đó. Thế nhưng không phân định được thì quay trở vào ăn tiếp. Bà Thoa thấy con gái như vậy thì liền hỏi, làm sao vậy con, bên ngoài có ai hả? À không có gì đâu mẹ. Bà Thoa nghe vậy cũng không hỏi gì thêm. Thôi con ăn đi cho no rồi nghỉ ngơi, làm cả ngày mệt lắm có phải không? Chi mỉm cười rồi tiếp tục ăn nốt chén cơm. Hai mẹ con trở về phòng nghỉ ngơi vì đã muộn. Chi hôm nay sang ngủ cùng mẹ cho an tâm. Bà Thoa thế vậy thì chọc, khiếp quá đi thôi, con gái 28 tuổi đầu mà còn ngủ với mẹ, khi nào mới lấy được chồng? Chi tiếp tục nói vậy câu nũng nịu rồi nằm bên cạnh mẹ. Sau một ngày mệt mỏi, cuối cùng cô cũng có được một chút khoảng thời gian để nghỉ ngơi. Quá mệt, Chi lập tức chìm vào trong giấc ngủ để mà mơ thấy những khung cảnh ám ảnh đến kinh người. Trong mơ lúc này, cô thấy bản thân đang ngồi lái xe trên con đường vào buổi đêm. Xung quanh chẳng có bóng của người nào, kể cả chiếc xe nào cả. Nhìn xung quanh một lúc, Chi nhận ra đây là con đường trở về nhà mình còn quen thuộc hơn với cô, vì cảm giác giống như chính đoạn đường ban tối mình tông trúng người thanh niên đó. Lái xe đi chậm chậm, Chi đưa mắt nhìn sang hai bên đường. Lúc trời đã về đêm, chỉ còn ánh đèn đường và một vài tấm bảng hiệu chiếu xuống. Vừa lái xe, cô vừa lân la hát vài câu cho đỡ buồn. Càng đi càng cảm thấy mình tới gần đoạn đường mà lúc tối suýt nữa gây tai nạn. Chi lại giảm tốc độ xuống vì nỗi bất an. Lúc đó chỉ cần muộn một chút thôi là tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra. May mắn là không ai bị làm sao cả. Được một lúc thì cảm giác sợ hãi gì đó lập tức ập đến trong tâm trí của Chi, vì cô nhận ra mình đang đi qua đi lại gần một tấm bảng hiệu của một hiệu thuốc, phải đến vài lần. Tập trung lái xe thêm một lúc nữa, Chi phanh kít xe lại ở giữa đường rồi đưa mắt qua cửa sổ nhìn về tấm bảng hiệu. Ánh mắt của cô bàng hoàng kinh nhận ra đó chính là bảng hiệu thuốc mà mình đã nhìn thấy mấy lần từ nãy đến giờ. Ngồi im trên xe, mắt cô cứ thao láo nhìn vào cái biển hiệu còn đang sáng đèn. Vốn đã quen thuộc con đường này cho nên cô biết đó là hiệu thuốc gì, và cả việc nó chỉ có một cửa tiệm duy nhất. Thế thì tại sao từ nãy đến giờ cô lại cảm thấy mình đi ngoang nó đến cả mấy lần như vậy? Chi run rẩy cầm vô lăng mãi một lúc lâu sau mới có thể tự trấn an mình rồi tiếp tục di chuyển. Nhưng một lần nữa cái bảng hiệu ấy lại xuất hiện dù cô đang đi trên con đường thẳng tiến về nhà. Nỗi sợ hãi ập đến khiến Chi chưa thể nhận ra mọi thứ đó chỉ là giấc mơ. Thêm một lúc cô rú lên kinh hãi trong xe,
khi nó đột nhiên tự rú ga rồi lao đi như một tên bắn. Tốc độ quá cao làm Chi không thể nhìn rõ chung quanh. Tất cả mù mờ, cô còn nghe như đâu đó trong xe đang có người nói chuyện nhưng chẳng biết là ai. Chi cứ ngồi chết cứng trên xe chẳng thể phản ứng được gì. Ngồi im, cô cố gắng nhìn ra đằng trước, cơ sở đến kinh hoàng vì tốc độ chiếc xe đang ngày một tăng mà bản thân chẳng thể kiểm soát được. Nó phóng đi thêm được một đoạn thì hỡi ôi, trước mắt cô là một bóng người đang đi bộ ngang qua đường. Giữa màn đêm, tiếng xe rồ ga, sau đó là tiếng thắng gấp vang lên. Chỉ ngồi bên trong xe chỉ có thể chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, chiếc xe lao thẳng vào người kia rồi dừng lại. Tiếng va chạm vang lên bên tai làm cho cô nhắm chặt mắt lại trong cơn kinh hãi tột độ. Chiếc xe sau đó dừng lại tại chỗ, chỉ mãi mới có thể lấy lại tinh thần thở hồng hộc vì nghĩ mình đã gây ra tai nạn. Lập tức cô lấy hết lý trí của mình để mở cửa xe ra ngoài, rồi nhìn về chiếc mũi xe. Không có ai cả. Tiếp tục nhìn ra đằng sau cũng không thấy ai. Thế nhưng mà nỗi sợ hãi không hề giảm đi. Vừa rồi cú tông rất mạnh mà nếu suy nghĩ thì khả năng người ấy đã văng ra rất xa. Thế nhưng mà chạy đi kiểm tra thì tuyệt nhiên chẳng có người nào. Không tìm được ai, chỉ thất thểu tiến lại xe của mình với một gương mặt tái mét, đầy sự nghi hoặc. Bất ngờ đối diện cô, chiếc xe lại đột nhiên rù ga, dù cô Chi còn đang ở ngoài. Cô giật mình ngẩng mặt lên nhìn về chiếc xe của mình để xem có chuyện gì. Mắt nhìn vào chiếc xe đang rời đi, Chi lại chỉ chú ý đến phía sau, dường như có một gương mặt ngoái lại nhìn. Mà trong phút giây nhìn kỹ vào cái gương mặt ấy, cô như chết lặng vì kinh hãi. Chiếc xe đã xa dần nhưng cảm giác khi nhìn vào gương mặt vừa rồi làm cho Chi rùng mình vì cảm giác quen thuộc như vậy, như cô đã nhìn thấy nó ở đâu. Chi quỳ thụp cả người xuống đất sợ hãi, chẳng còn kiểm soát được. Chi cứ vùng vẫy mắt nhắm nghiền cho đến khi nghe thấy bên tai có tiếng gọi thì tỉnh dậy. Chi, Chi ơi, dậy đi con. Chi bị mẹ gọi mới tỉnh dậy trong sự hoang mang, miệng cứ ú ớ gì đó chẳng thốt được. Bà Thoa lo lắng hỏi: Con làm sao vậy? Con mơ ác mộng à? Chị chưa thể trả lời, chỉ cố gắng lấy lại bình tĩnh thở gấp từng hơi. Đến bây giờ cô mới có thể nhận ra từ nãy đến giờ chỉ là một giấc mơ. Mặc dù nhận ra mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng, nhưng mọi thứ quá thật cho nên chị run rẩy cả người. Mãi sau mới nói được thều thào vài chữ: Con không sao đâu, mẹ đừng lo. Con mơ thấy gì mà la hét dữ vậy? Mẹ cứ thấy con hét ầm cả nhà lên, không có chịu tỉnh lại, làm cho mẹ cũng sợ chết mất. Không sao đâu mẹ, con xin lỗi mẹ, con mơ vớ vẩn thôi mẹ, mẹ cứ ngủ tiếp đi. Bà Thoa thấy sắc mặt giọng nói của con đã bình tĩnh trở lại, bà an tâm nằm xuống. Chỉ ngồi tựa mình vào thành giường suy nghĩ về giấc mơ vừa rồi. Cố gắng định thần suy nghĩ thật kỹ, chỉ có thể khẳng định gương mặt đó chính là của người thanh niên mà cô suýt nữa gây tai nạn lúc vội đi làm về. Chẳng biết vì lý do gì cô lại sợ tới mức như vậy, rồi chỉ mơ thấy người đó đang ngoảnh lại nhìn mình mà thôi. Cố gắng tự trấn an thêm một chút nữa, chỉ nghĩ rằng chắc là do vụ việc ban tối khiến cho cô lo lắng quá, đâm ra ngủ với mộng mị như vậy. Tuy nhiên chỉ lại cảm thấy khó ngủ, chẳng thể nào tập trung được mà cứ nghĩ về người thanh niên cô gặp ban tối. Ở trên người của anh ta dường như có một điều gì đó rất thu hút cô. Nghe lại chuyện lúc đêm mà cô lại cảm thấy có lỗi, chỉ quyết định chủ nhật tuần sau sẽ tới đó đợi xem người đó có xuất hiện hay không. Nghĩ vậy chỉ mỉm cười rồi cố gắng tập trung trở lại giấc ngủ, nhưng đầu vẫn liên tục nhớ về gương mặt của người thanh niên đó. Đã bao nhiêu năm cuộc đời chẳng có mảnh tình vắt vai, cũng chẳng có cảm giác rung động trước bất cứ ai. Thế nhưng hôm nay là lần đầu tiên trong lòng của Chi dấy lên một cảm giác rất lạ, mà hễ cứ nghĩ về gương mặt đó cô lại cảm thấy khó thở. Mãi một lúc sau cô cũng có thể chìm vào giấc ngủ. Trong căn phòng cửa sổ còn được mở cho thông thoáng, ánh trăng hắt vào bên trong chiếu lên khoảng sân nhà. Màn đêm yên tĩnh kinh như vậy bao trùm cả khu phố. Trước cửa sổ phòng ngủ của hai mẹ con, gió vẫn còn đang hiu hiu thổi vào từng đợt, khiến cho hai người bất giác trùm kín người cho đỡ lạnh. Ở bên ngoài khoảng sân nhỏ trước nhà bên cạnh cửa sổ,
bóng dáng của một người thanh niên mờ ảo cứ liên tục xuất hiện, đứng im tại chỗ, hướng đôi mắt dầu dĩ nhìn vào bên trong, miệng mấp máy gì đó chẳng nghe rõ được. Ngay sau những lời thì thầm đó, gió từ đâu bất chợt ùa về khiến cánh cửa sổ bị đóng sập lại, làm cho bà Thoa giật mình tỉnh dậy. Bà hướng mắt nhìn chung quanh xem có chuyện gì, rồi đến cánh cửa sổ thấy nó đã bị khép lại. Ban đầu bà cũng chẳng bận tâm, vì dù sao cửa sổ đóng gió không có lùa vào được thì cũng bớt lạnh, cho nên nằm nhắm mắt ngủ tiếp đi. Thế nhưng cửa sổ cứ bị gió lùa làm cho va đập, khiến cho bà chẳng thể ngủ nổi. Hơi khó chịu, bà cũng đành phải lồm cồm ngồi dậy, đi xuống giường tiến ra đóng cửa sổ. Đến nơi bà chân tay lên kéo cửa ra, trong mắt của bà còn đang díu lại vì cơn buồn ngủ. Bà chẳng nhìn thấy gì cả. Làn gió lạnh bất chợt ùa vào làm cho bà Thoa ớn lạnh, cố gắng thật nhanh để còn vào nghỉ ngơi. Là mò mãi cũng không cầm được tay vào cửa sổ, bà Thoa nhăn nhó cố gắng mở ngẩn mắt ra để nhìn cho thật rõ. Chỉ cứ mắt nhắm mắt mở chẳng biết khi nào mới xong. Trời đất ơi, ai đó? Ai ở bên ngoài vậy? Vừa mở hẳn được cặp mắt của mình, bà Thoa phải hét lên kinh hãi, kèm theo đó là câu hỏi với người mà mình thấy. Mới đây thôi khi mắt vừa nhìn thấy rõ mọi thứ chung quanh, ngay trước mắt của bà chỉ sau ô cửa sổ là bóng của một người lạ mặt đang đứng lù lù ở đó. Bà Thoa có bất ngờ bởi chẳng còn giữ được bình tĩnh. Bà ngã lăn quay ra sàn nhà, chỉ về cửa sổ miệng gào lên kinh hãi. Ai đang nhà tôi đó? Bà cứ như vậy vùng vẫy, chân tay kêu la trong hoảng loạn. Chỉ một khoảnh khắc vậy thôi nhưng đã đủ để cho bà kinh hãi. Nửa đêm về sáng mà lại thấy có bóng người đứng ngay cửa sổ nhà mình, không sợ sao được. Trên giường chị vẫn còn đang ngủ say thì chợt nghe thấy tiếng la hét của mẹ. Cô tỉnh dậy. Cái chuyện gì vậy? Ở bên này bà Thoa vẫn không ngừng bò lùi hẳn về đằng sau, mắt dán chặt vào ô cửa sổ. Chẳng biết bà còn thấy gì không, thế nhưng gương mặt của bà vẫn toát lên một nỗi sợ kinh người. Chị tỉnh dậy phải thêm mất vài giây thì mới có thể định thần mà nhận ra tiếng hét của mẹ mình. Cô vội lao vội ra khỏi giường đỡ lấy bà Thoa, miệng gấp gáp hỏi. Mẹ ơi, cái chuyện gì vậy mẹ? Tay của chị bất ngờ chạm vào người khiến cho bà Thoa giật mình hét toáng lên một lần nữa. Quay mặt ngoắt lại thì mới nhận ra người bên cạnh là chị con gái của mình. Bà ú ớ miệng lắp bắp chỉ về hướng cửa sổ. Có người ở cửa sổ? Chị nghe vậy thì bất giác lạnh cả sống lưng, quay đầu nhìn về cửa sổ, thế nhưng ngẩn ra vì chẳng thấy ai. Có ai đâu hả mẹ? Có người là sao ạ? Mẹ bình tĩnh nói cho con nghe. Bà Thoa nghe con gái nói không có ai thì run rẩy quay đầu nhìn lại, nhưng vẫn cực kỳ e sợ. Đúng như chị nói, hoàn toàn không có ai ở đó. Nỗi lo lắng trong lòng của bà vẫn chưa vơi, bà thở hồng hộc để cố gắng lấy lại bình tĩnh. Chị thấy mẹ như vậy thì cố gắng trấn an, dìu mẹ lên giường. Mẹ bình tĩnh đi, không sao đâu. Có chuyện gì mẹ kể cho con nghe xem nào. Bà Thoa cứ thở ra từng hơi nặng trĩu, mãi thêm một lúc bà mới có thể bình tĩnh nhìn con gái rồi trả lời. Mẹ đang ngủ, mẹ nghe tiếng cửa sổ nó bị gió đập vào, cho nên mẹ tỉnh dậy. Định mặc kệ thế nhưng mà nó cứ va đập mãi, mẹ mới trở dậy để chốt lại. Anh ở đâu ra đến đó đang loay hoay, thì ở trước cửa sổ có bóng người nhìn mẹ. Mẹ không có nhìn rõ, mẹ sợ quá mẹ mới hét lên như vậy. Hình như có người lẻn vào nhà mình đấy con ạ. Chị nghe mẹ kể thì có phần sợ hãi, liếc nhìn chung quanh. Nửa đêm chẳng lẽ có người lẻn vào đây thật? Hai mẹ con đàn bà con gái chân yếu tay mềm, lỡ có người lẻn vào thật thì biết làm sao? Chị lúc này lo lắng hỏi. Thật hả mẹ? Đúng, không có nhìn rõ là ai nhưng mẹ chắc chắn là có người đứng trước mặt của mình. Chỉ cái ô cửa sổ thôi, mẹ sợ quá con ạ. Chị lại đưa mắt ngó nghiêng nhìn chung quanh một lần nữa. Thôi chết, vậy thì không ổn rồi, con phải gọi điện báo công an. Cần mau gọi đi, nhà chỉ có hai mẹ con, lỡ nó lẻn vào được đây thì chết. Gật đầu vâng dạ xong, chị cẩn thận tiến về cửa, sau đó chốt lại rồi lấy điện thoại gọi cho công an. Thế nhưng lại nhận ra cái điện thoại của mình không có ở trong phòng. Chị vỗ tay lên khắp người để tìm kiếm nhưng chẳng thấy điện thoại đâu. Mặt cô đầy hoang mang, lục tung đồ đạc vẫn chẳng thấy. Bà Thoa thấy vậy thì lo lắng hỏi. Con tìm cái gì vậy? Con tìm cái điện thoại mẹ à?
hình như là con để bên phòng rồi. Thôi con lấy điện thoại của mẹ đi. Vậy cũng được, mẹ đưa điện thoại cho con. Dù chẳng biết kẻ lạ mặt mà bà Thoa nhìn thấy đất lẻn được vào nhà chưa, thế nhưng bây giờ ngay mẹ con chẳng dám ra khỏi phòng nữa. Bà Thoa nghe con nhắc thì mỉm cười quay sang tứ phía để tìm điện thoại, thế nhưng lại cũng ngẩn ra vì chẳng thấy nó đâu. Ủa đâu mất rồi nhỉ? Bình thường mẹ hay để ở đây mà. Lập tức sự lo lắng ngập tới tâm trí của ngay mẹ con, khiến cho họ rối tung cả lên. Chi chẳng dám bật đèn phòng lên vì sợ tên trộm chú ý. Tưởng chừng như đã vớt được tia hy vọng, nhưng lúc này ngay cả điện thoại của bà cũng chẳng có ở đây. Ngồi thụp trên giường với một vẻ mặt đầy lo lắng, chỉ cố gắng suy nghĩ gì đó rồi mới nhớ ra. Con nhớ rồi, cái lúc nãy mẹ để điện thoại ở trên bàn ăn ở dưới bếp. Ờ nhỉ, mẹ quên, bây giờ phải làm sao? Chị cũng bứt rứt tay chân chẳng biết nên làm thế nào. Nếu tên trộm kia đã lẻn được vào nhà này, chắc chắn không sớm thì muộn, hai mẹ con cũng rơi vào nguy hiểm. Giờ đây chị và mẹ đã dần rơi vào sự tuyệt vọng, chỉ mong hai kẻ kia không chú ý tới căn phòng này nữa. Tuy nhiên sự nhớ ra việc bà Thoa đã nhìn thấy mặt của hắn ở cửa sổ, thì khả năng tên này sẽ không bỏ qua là rất cao. Trong tình thế này thì cứ ngồi im một chỗ cũng không phải là cách. Trong đầu của chi sực nhớ ra một suy nghĩ táo bạo, đó là trở ra ngoài, ít nhất lấy được một trong hai cái điện thoại để gọi điện báo cho công an. Như vậy chi liền bảo mẹ, để con ra lấy điện thoại, mẹ đợi con một chút. Không, con ở yên đây đi, cửa khóa trái rồi không có sao đâu, con ra đó gặp chuyện thì khổ. Không sao đâu mẹ, cứ để con ra lấy điện thoại gọi cho công an, ngồi im ở đây cũng không được. Cơ thể này có thấy bọn trộm nó biết cậy khóa nữa, cho nên khóa trái như vậy cũng chả ăn thua đâu. Mình cứ nên chủ động trước thì hơn. Mặc cho bà Thoa cố ngăn, thế nhưng chị vẫn quyết định trở về phòng lấy điện thoại. Một tiếng mở cửa khẽ vang lên, chị chỉ dám đứng lặng im vì sợ và để cho chắc ăn rằng không ai để ý. Mắt đặt ngay vào khe cửa, chị nhìn ra ngoài không gian tối tăm của căn nhà. Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, rồi nhịp tim của cô lúc này đang tăng mạnh, đôi bàn tay bất giác run lên từng hồi. Chị hít một hơi thật sâu rồi quyết định đẩy cửa ra thêm một chút, rồi lách người bước ra. Bên ngoài căn phòng mọi thứ tối tăm chẳng nhìn rõ, nhưng may mắn chị cảm nhận ở đây không có ai đang chờ sẵn, nếu không thì chắc cô đã bị kẻ đó tấn công rồi. Nhìn ngó chung quanh, chị định đưa tay lên ổ điện để bật lên, thế nhưng dừng lại để đắn đo. Vừa rồi chuẩn bị bật đèn lên thì chị lại nghĩ đến việc sẽ bị tên trộm có thể lèn được vào bên trong nhà chú ý như vậy, có khi lại nguy hiểm hơn, cho nên lại đắn đo chẳng biết có nên bật hay không. Nâng bàn tay lên định bật cho bớt sợ, thế nhưng cô lại tiếp tục rụt lại. Nghĩ mãi chị quyết định không bật để tránh nguy hiểm. Chị nghĩ rằng không bật sẽ an toàn hơn, vì phòng của mình nằm bên tay trái chỉ cách đó không xa, cho nên cứ men theo bức tường đi về đó là được. Quyết định xong, chị từ từ chống ngay tay vào bức tường, men theo đó tiến về phòng của mình từng bước thật chậm để không phát ra tiếng động. Mặt cũng đã quen với bóng tối, cho nên mọi thứ lúc này hiện ra rõ ràng trong mắt của chi. Tuy không có ai, trong lòng có chút an tâm hơn, nhưng mà dù sao thì nỗi sợ vẫn còn nguyên trong đầu. Từng bước chân dọc theo bức tường tiến về căn phòng gần đó, mà trong lòng của chi nặng trĩu chẳng dám thở mạnh, có lúc còn dừng cả chân lại vì sự hoang mang ở trong đầu. Nhưng ngay sau đó cô cũng cố gắng lấy lại điềm tĩnh để liên tiếp nhúc nhích từng bước chân, mắt vẫn không quên để ý chung quanh. Bên trong không gian tối tăm ấy tuyệt chỉ có một mình chi đang lò dò bước đi, chẳng có bất cứ một tiếng động nào. Căn nhà vẫn rất bình thường, không hề có dấu hiệu của kẻ bị đột nhập. Chỉ cố gắng bước mãi thì cũng đến nơi, thế nhưng mà phải đứng chết chân, miệng thở hồng hộc, đưa bàn tay run lên đặt lên tay nắm cửa, hơi thở chậm lại. Tâm lý con người vốn là vậy, trong tình thế nguy hiểm, chuẩn bị với được tia hy vọng của mình thì sự hoang mang lại bắt đầu dâng lên. Chỉ cũng vậy, giờ đây nghĩ đến việc sắp lấy được điện thoại để thoát khỏi ranh giới nguy hiểm thì nhịp tim của cô bị đẩy lên cao. Nhìn hành động của chị lúc này trông chẳng khác gì một kẻ trộm trong chính ngôi nhà của mình. Chị cố gắng nắm cửa, cố gắng đẩy nhẹ, tránh gây ra tiếng động. Hơi thở nín lặng, mặt cau có, cảm xúc như muốn vỡ tung. Dù đã cố gắng nhẹ tay,
nhưng tiếng mở chút cửa vẫn vang lên khá lớn, làm cho Chi giật mình quay đầu nhìn ngó chung quanh, sau đó mới dám đẩy hẳn ra, tiến vào bên trong. Mặt vẫn hướng ra ngoài để xem có ai ở chung quanh đó hay không. Chi đi vào trong phòng bằng tư thế chân lùi về đằng sau, mặt vẫn hướng ra bên ngoài để kiểm tra. Thế nhưng không để ý trong phòng của mình lúc này, cả người đã bước hẳn vào bên trong. Tiếng cửa vang lên một lần nữa, Chi đứng im nhìn thẳng vào đó mà thở phào vì nghĩ mình đã an toàn. Thả tay nắm cửa ra, cô quay đầu lại. Thế nhưng bên trong quá tối cho nên cô chẳng nhìn thấy gì cả. Sự nhớ ra mình đã ở trong phòng, cô đưa tay chút rồi bật đèn lên cho sáng vì chẳng còn cách nào khác. Thế nhưng khi mà ánh đèn còn đang chớp tắt chưa thể bật lên được, mắt của Chi dán vào một hình ảnh ai đó đang ngồi ngay ở trên giường. Ngay lập tức cả người của cô nhũn đi một cách nhanh chóng, mặt mũi hoang hốc, mắt căng ra lộ vẻ hết sức kinh hãi, u ớ chẳng thốt được thành lời. Trước mắt của cô ánh đèn còn đang chớp nháy liên tục chẳng thể bật lên. Có bóng dáng của ai đó đang ngồi trên giường của mình quay mặt lại nhìn cô. Sự kinh hãi ập đến quá nhanh cho nên Chi chẳng thể nói hay kể cả la hét được gì. Cả người chẳng còn chút cảm giác nào, chỉ run lên trong vô thức mà nhìn về phía đối diện. Cái bóng đèn huỳnh quang cứ chớp nháy ỏ ẻ mãi một lúc thì mới hoàn toàn được bật sáng. Khi ấy Chi thấy trên giường của mình chẳng có ai, nó trống trơn không hề có một bóng người. Cơn sợ hãi vẫn còn trong đầu cho nên dù không thấy người đó, thế nhưng Chi vẫn chưa thể lấy lại được bình tĩnh. Giờ đây cô đã sợ đến mức cả người chẳng còn chút cảm giác gì cả. Mất thêm một lúc nữa, đưa mắt nhìn chung quanh vẫn không có ai. Chi định thần quay trở về, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng vừa rồi khi đèn còn đang chớp nháy, cô thấy lù lù một bóng người của đàn ông đang ngồi trên giường của mình, quay mặt ra nhìn cô. Nhưng khi ánh đèn dừng lại tỏa sáng thì lại chẳng có ai. Chỉ thực sự cô nghĩ thế nào cũng chẳng thể giải thích được những gì đang xảy ra chung quanh mình. Đặt tay lên lồng ngực thở ra vài hơi, cuối cùng thì sự bình tĩnh cũng đã quay trở lại. Chỉ liếc mắt nhìn khắp phòng của mình để tìm điện thoại, vì đã nhớ ra mục đích của mình và cả để xem có ai đang lẩn trốn hay không. Tìm một lúc cô cũng thấy điện thoại đang được đặt ở góc giường, tiến lại để leo lên lấy nó. Ngay lập tức cô chẳng nghĩ gì thêm, bấm số gọi ngay cho công an để nhờ trợ giúp. Vừa tắt máy cô thở phào vì công an nói sẽ tới đây trong 5 phút. Cầm điện thoại trên tay, Chi ngồi xuống giường thở phào. Dẫu trong lòng vẫn đầy áp sự lo lắng, một lát nữa khi mà công an tới cô phải đánh liều thêm một lần nữa để ra ngoài mở cổng cho họ. Cô đang suy nghĩ thì một tiếng gõ cửa vang lên, làm cho Di giật mình đánh rơi các cái điện thoại xuống đất. Ai đó? Là mẹ hả? Đáp lại cô chỉ là tiếng gõ cửa, khiến cho Chi lấy làm lạ. Hỏi thêm một lần nữa cũng không có ai trả lời, Chi bắt đầu lo lắng run sợ. Nên một ngụm nước bọt, Chi tiếp tục hỏi: Mẹ hả? Mẹ có phải không? Hỏi xong cô im lặng để nghe ngóng, thế nhưng cũng chẳng có tiếng trả lời, cũng không hề có ai gõ cửa phòng nữa. Đợi thêm một lúc không có chuyện gì xảy ra, khiến cho cô có phần bối rối. Nghĩ gì đó, Chi đứng dậy rồi chậm rãi nhích từng bước về phía cửa. Hơi thở của cô một lần nữa nặng trĩu, theo từng bước di chuyển, mắt vẫn tập trung nhìn với vẻ e sợ. Nhưng chỉ vừa bước được vài bước thì tiếng gõ cửa lại vang lên, khiến cô rùng mình sợ hãi lùi lại. Hai hàm răng va vào nhau, Chi run rẩy mếu máo: Ai ngoài đây? Ở bên ngoài đã có vài tiếng xe công an hú còi, cùng với đó là tiếng chuông cửa. Thế nhưng Chi bên trong dù đang nghe thấy vẫn không dám tiến ra, vì ngay trước cửa phòng của mình có kẻ nào đó đang đứng đợi. Bên ngoài mấy người công an bấm chung mãi chẳng có ai ra mở cửa, một người liền bảo: Chẳng lẽ lại là có người bày trò phá phách à? Một người công an khác liền đáp: Cứ kệ đi, đợi xem thế nào. Cuộc gọi ban nãy cô ấy nói rằng hình như có kẻ lạ đột nhập vào trong nhà, nên chắc bây giờ không có dám ra mở cửa. Người công an kia nghe vậy thấy hợp lý gật đầu đáp: Chắc là như vậy, chúng ta cùng mau chóng tìm cách vào trong đó, cái đứng ngoài này không có giải quyết được gì. Người kia gật đầu tất cả tìm cách để vào bên trong nhà, vì nghĩ có người ở bên trong đang gặp nguy hiểm. Tiếng xe công an văng vọng khiến mấy người dân gần đó chú ý mà tiến ra. Một người liền hỏi: Cán bộ cho tôi hỏi có chuyện gì vậy?
Chúng tôi nhận được một cuộc báo là có kẻ đột nhập vào căn nhà này, nhưng mà đến đây chẳng quay mở cửa, sợ rằng đã có chuyện. Người đàn ông lo lắng đáp: Thôi chết, canh mau tìm cách đi. Nhà đó chỉ có hai mẹ con đàn bà con gái với nhau, lại còn là nhà có điều kiện nữa đó. Người công an gật đầu rồi bấm số gọi điện thoại ban nãy. Mãi chỉ mới nhấc máy, anh ta liền nói: Chào cô, chúng tôi đang đứng ở trước cửa, bên trong có chuyện gì không? Người công an nói xong thì im lặng chờ đợi, mãi mới lắp bắp được vài chữ: Có người đang đứng trước cửa phòng tôi, các anh làm gì cũng được, mau vào đây đi. Các đồng chí phá cửa đi, bên trong nhà đã có người gặp nguy hiểm. Nói rồi các anh chia nhau mỗi người một việc, họ quyết định phá cửa để tiến vào bên trong. Bên trong phòng lúc này chỉ đang run lên, thả luôn cả cái điện thoại rơi xuống. Người công an vẫn còn đang hết sức chấn an cô qua điện thoại. Thế nhưng Chi bây giờ càng lúc càng sợ, chẳng còn bận tâm được gì đến giọng của người chiến sĩ công an kia nữa. Cửa phòng đang liên tục bị gõ, kèm theo đó là tiếng người đang phá cửa. Cô run rẩy bỏ hẳn người vào bên trong, trong tư thế gã ngục ở dưới nhà vì sợ. Mắt vẫn nhìn chăm chăm vào cửa phòng. Là đang liên tục bị đập vào bằng những cú va chạm mạnh như vậy, kẻ kia đã dồn hết sức để tiến vào. Chi lúc này đã quá sợ hãi, miệng mếu máu chảy cả ra rồi bảo: Cứu tôi. Đáp lại lời kêu cứu của cô chỉ là những tiếng va chạm khô khốc của cánh cửa phòng. Chỉ biết ngay sau khi cánh cửa được mở ra, nếu như mấy người công an không vào kịp, chắc chắn cô sẽ gặp nguy hiểm. Cửa phòng của Chi được mở toang trước ánh mắt đầy kinh sợ và nhũn cả đi. Trước mắt của cô lúc này không chỉ con một mà đến mấy bóng người lao thẳng vào bên trong. Thế nhưng may mắn đó lại là những người công an đã phát được cửa. Bà nãy khi đã phát được cổng vào cửa nhà, các anh tiến vào nhưng lại chẳng nghe thấy ai. Chỉ nghe được tiếng kêu cứu phát ra từ trong phòng của Chi thì liền tiếp tục phá cửa vì nó đã bị chốt trong. Người công an thấy Chi đang run rẩy bỏ trên sàn nhà thì chấn an: Chị đừng có sợ, chúng tôi đây, chị an toàn rồi. Chi nhìn mấy người mặc cảnh phục đã bước đi phần kinh hãi, miệng mếu máo nói: Có người trong nhà thôi. Được rồi, chị cứ bình tĩnh, chúng tôi sẽ mau chóng tìm ra, chị cứ an tâm. Chi gật đầu đưa tay lau nước mắt. Sau đó bà Thoa cũng chạy vào ôm lấy con gái. Vừa rồi bà nghe tiếng xe công an, thế nhưng không dám bước ra ngoài vì Chi đã dặn kỹ. Mà đến khi mà nghe tiếng nói của các anh, bà mới mở chút cửa và bước ra ngoài. Cửa phòng con gái mở ra, bà thấy Chi đang bò lết trên sàn nhà thì lo lắng. Người công an quay lại ra hiệu: Các đồng chí mau tìm kiếm trong nhà này tất cả các ngóc ngách, hắn chưa chạy đi được đâu. Rõ. Nói xong họ liền chia nhau ra tìm kiếm. Một lúc sau quay lại rồi báo cáo: Báo cáo đội trưởng, chúng tôi đã tìm kiếm trong nhà và cả khu vực chung quanh, nhưng mà không phát hiện ai khả nghi. Người đội trưởng nghe vậy lấy làm lạ, vì theo nhưng anh quan sát thì ngôi nhà này chỉ có một vị trí ở cửa ra vào là có thể thoát ra. Vậy thì có thể trốn vào chỗ nào được chứ? Chi và mẹ cũng bình tĩnh trở lại, kể ra những chuyện vừa xảy ra. Trong đó lại tìm ra một điểm lạ. Đó là Chi nói lý do tại sao cửa lệnh được phá ra thì mấy người công an lại thấy mình sợ đến như vậy, là có người liên tục gõ cửa. Thế nhưng bà Thoa lại nói chẳng nghe thấy gì cả. Hai căn phòng ở rất gần nhau, mà theo như Chi nói cô cũng nghe được tiếng gõ cửa rất mạnh, và sau đó là tiếng cửa bị đập, giống như có người đang cố tình phá ra. Hỏi kỹ hơn thì nó lại không trùng hợp với thời điểm các anh đang cố phá cửa phòng của cô, vì nó diễn ra từ trước đó. Hai mẹ con những lời khai lại khác nhau, khiến cho việc điều tra trở nên có chút rắc rối. Những anh công an kia thấy nét mặt sợ hãi của Chi thì hoàn toàn tin là thật. Ban nãy anh thấy cô cứ phải đến mức muốn đái cả ra quần khi mà mình ập vào bên trong, như vậy thì không thể là giả. Thế nhưng tất cả hiện tại lại rối tung lên, chẳng ăn nhập với nhau. Nghĩ rằng Chi và mẹ cô đang quá sợ hãi thành ra như vậy, người công an liền bảo: Được rồi, hai mẹ con đã an toàn, tôi sẽ cho người ở lại đây canh chừng đêm nay, đảm bảo cho mọi người. Sáng mai khi mà chị bình tĩnh lại có thể đến cơ quan để tiếp tục lấy lời khai. Hai mẹ con nhìn nhau gật đầu đồng ý. Mấy người chiến sĩ công an cũng trở về. Sáng hôm sau vẫn như thường lệ, Chi soạn đồ rồi đi làm. Chiều rảnh sẽ ghé qua trụ sở công an để làm việc. Trên đường cô lại đi ngang qua đoạn đường đêm qua mới suýt nữa gây tai nạn. Trong lòng có chút suy nghĩ, thế nhưng tiếp tục lên ga và rời đi. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, hiện tại đã là hơn 11 giờ đêm.
Thế nhưng chị vẫn phải tiếp tục tăng ca vì công việc còn chưa xong. Ở bên ngoài văn phòng mọi người cũng đã về hết, thắt đèn tối thui. Chỉ có đèn trong phòng làm việc của chị là còn sáng ngắt ra bên ngoài. Chị cứ say sưa làm việc chẳng mảy may để ý được gì, cho đến khi một tiếng gõ cửa vang lên. Mắt đang dán vào màn hình chiếc máy tính, chị xứng người lại rồi nhìn ra ngoài với một vẻ mặt ngơ ngác. Ai vậy nhỉ? Trong công ty vẫn còn có người tăng ca sao? Vì mải mê làm việc cho nên chị không biết tối đến giờ có ai tăng ca giống mình không. Chị lúc này liền bảo: Ai vậy? Cửa không khóa đâu, cứ vào đi. Nói rồi cô quay lại nhìn vào màn hình máy tính, thế nhưng rồi lại tiếp tục hướng ra để xem ai, vì mãi không thấy ai đó bước vào. Nhíu mày một cách khó hiểu, không hỏi nữa, chị quyết định đứng dậy tiến ra xem là ai. Cửa được mở ra, chị giật mình rồi chuyển sang ngạc nhiên: Ô, là anh? Sao anh lại ở đây? Người thanh niên đứng trước mặt của cô khẽ đưa ánh mắt u buồn nhìn chi, miệng nhỏ giọng: Tôi cũng làm ở tòa nhà này. Ơ, vậy sao? Sao anh biết tôi làm việc ở đây mà đến tìm? Anh ta trả lời ngay nhưng giọng nói có gì đó mờ ảo: Tôi thấy cô đi vào đây mãi chưa thấy về, cho nên tôi đợi. À, ra vậy. Tôi cũng chuẩn bị về rồi. Người thanh niên chính là người đêm qua cô đã đụng xe trúng. Chị cũng quay trở lại bàn làm việc để thu xếp mọi thứ xong mới trở ra rồi bảo: Anh ăn gì chưa? Để tôi mời anh đi ăn. Tôi ăn rồi. Giọng nói đầy sự lạnh lùng khiến cho chị có phần ngượng ngùng, nhưng không dám nói gì, chỉ lặng lặng rời đi. Hai người cùng nhau đi đến thang máy, bước vào bên trong xuống tầng hầm. Mở cửa ra thì liền trở ra xe của mình. Chị bảo: Xe tôi ở đằng kia, chào anh nhé. Nói xong cô ngượng ngùng quay mặt rời đi. Còn người thanh niên chỉ đứng im ở đó nhìn theo rồi lại biến mất từ lúc nào. Chị trở về chiếc xe của mình chuẩn bị lên xe, nghe có tiếng của chú bảo vệ: Ngày nào cũng đi làm về muộn thế cháu, thôi mau về nghỉ đi. Chị quay sang nhìn rồi mỉm cười gật đầu vâng dạ, sau đó lên xe rời đi. Vừa đánh xe ra khỏi hầm thì bất ngờ tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn vào màn hình thấy đó là bà Thoan đang gọi, cô liền nhấc máy: Thì hôm nay con có về không? Sao đưa ai về phòng ngủ vậy? À, sao hả mẹ? Con đang về mà. Thì mẹ hỏi con là cho ai về phòng mình ngủ vậy? Mẹ đang ngủ mà nghe tiếng động ở bên phòng con đó. Cửa nhà thì vẫn mở mà lại không có xe của con. Sao mẹ qua bên phòng con thì thấy chốt cửa không mở được. Ủa sao hả mẹ? Con bây giờ mới đang trên đường về mà, làm gì có ai? Bà Thoan nghe vậy thì hoảng hốt: Thì nếu vậy thì ai đang trong phòng con? Mẹ nghe rõ ràng có tiếng ai đó đang xì xục gì trong đó. Nghe mẹ kể mà trong lòng của chị dấy lên một nỗi lo lắng không thôi. Cô lập tức bảo mẹ chờ một lát rồi gọi cho mấy người công an: Chào anh, trong nhà tôi là có người đột nhập, tôi đang trên đường về, canh mau trông tới đó đi. Ở nhà chỉ có một mình mẹ tôi thôi. Nói xong cô cúp máy rồi lại gọi lại cho mẹ. Người công an bên này nghe xong tập trung vài người đánh xe rời khỏi trụ sở. Sau khi về đến nơi, mấy người công an cũng vừa có mặt liền tiến vào trong nhà. Bà Thoan liền kể: Mẹ thấy con chưa về nên vẫn để cửa như bình thường, chỉ khóa cổng thôi. Nói rồi bà giang hiệu chỉ về phía phòng của chi: Có người ở trong đó. Mấy người công an liền hiểu ý tiến lại. Chi cũng đưa chìa khóa phòng của mình cho các anh. Sáng nay cửa được sửa xong, cô cũng có được chìa khóa cho nên không phải phá nữa. Cửa mở ra, mọi người ập vào bên trong, bật đèn lên. Căn phòng bị ai đó xới tung đồ đạc, ngay cả mấy thứ đồ con gái cũng bị vứt tung ở mọi nơi, khiến cho chi hoảng hốt định chạy lại thu dọn nhưng người công an đang ngăn lại: Chị bình tĩnh đi, không sao, chúng tôi cần phải giữ nguyên hiện trường. Chị đỏ mặt lùi lại đằng sau, chẳng biết tên trộm biến thái nào là có thể làm ra những cái chuyện này. Phòng bị lục tung hơn nữa ban nãy, còn bị khóa trái, thế nhưng một lần nữa mấy người công an cũng chẳng tìm được bất cứ ai. Hồi này hết chi là người hoang mang cực độ, rốt cuộc là thứ gì đang nhắm vào cô và ngôi nhà này? Liệu đây có phải là một vụ trộm cắp bình thường hay không? Bóng người công an nhìn thấy có gì lạ dưới sàn nhà, tiến lại chăm chú nhồn rồi ra hiệu cho chi tiến vào. Chi bước vào bên trong theo hướng mà người công an ra hiệu thì cũng thoáng bất ngờ. Dưới sàn nhà ngoài mấy đồ vật còn đang ngổn ngang, còn có cả mấy tờ A4 nằm vương vãi, mà một trong số đó lại được ai đó ghi lên mấy nét chữ. Chị nhìn vào đó rồi lẩm bẩm đọc tên: Giúp tôi với.
Người công an liền hỏi: Chị viết mấy chữ này? Dạ không ạ. Người cán bộ gật đầu ra hiệu cho Chi ra ngoài để tiếp tục công việc. Cô đi ra mà trong lòng không khỏi thắc mắc về cái dòng chữ đó. Thậm chí đã quá tập trung vào ba chữ kia, Chi bất giác nhìn ra ngoài qua cánh cửa nhà còn đang mở toang, thì chợt như ngưng thở khi nhìn thấy ở đó có một bóng người đen thui đang đứng. Lập tức cô run rẩy đưa tay lên như muốn ra hiệu cho mấy người công an. Mọi người hiểu ý liền nhìn ra ngoài nhưng không thoát ai cả, nhưng vẫn chạy ra ngoài để kiểm tra. Nghe báo lại là không có ai, chị vẫn im lặng không nói gì, nhưng vẫn thấy lạ trong người. Rõ ràng vừa rồi cô thấy bóng dáng của ai đó đang đứng ngoài kia, nhưng kể từ khi mấy người công an chạy ra thì lại chẳng có ai. Đêm này tiếp tục lại có hai người chiến sĩ công an ở lại để canh chừng cho hai mẹ con, vì biết mấy tên trộm đang nhắm vào ngôi nhà này. Chị và mẹ cũng vì vậy mà có thể an tâm ngủ ngon hơn. Trong giấc mơ một lần nữa, cô thấy mình đang lái xe trên con đường cũ và vụ tai nạn thảm khốc xảy ra khiến cô vùng vẫy sợ hãi. Quá sợ hãi, cô giật mình tỉnh giấc, lặng hết kín cho bà Thoa thức giấc. Tiếng gõ cửa của mấy người chiến sĩ công an vang lên. Bà Thoa liền mở cửa, đồng chí công an là nữ liền hỏi: Chị Chi, chị có sao không? Xảy ra chuyện gì vậy? À không sao, tôi mơ thấy ác mộng. Hai người công an nghe vậy mới an tâm xin phép trở ra ngoài. Chị vẫn còn đầy sự sợ hãi, không hiểu vì sao hai đêm liên tục mình cứ nằm mơ thấy giấc mơ đó. Bây giờ chị bắt đầu suy nghĩ về người thanh niên. Chỉ sau một đêm qua khi mà cô suýt gây tai nạn, thì những chuyện kỳ lạ đến đáng sợ cứ liên tiếp xảy ra. Cô cũng dường như thấy hình ảnh của người này xuất hiện ở đó. Ngay cả đến việc lúc tối nhìn thấy bóng người ở ngoài cổng, cô cũng có cảm giác đó chính là người thanh niên này. Ngay lập tức chị dồn tất cả sự tỉnh táo cố gắng để nhớ lại những gì vừa xảy ra. Đúng rồi, hiện tại chị đã có thể nhớ được nhiều. Ngay cả lúc cô ăn cơm cũng nghe được có tiếng nói của người thanh niên này. Rồi đến cả đêm qua khi cô vào phòng thì lại thấy anh ta đang ngồi trên giường, lúc đèn còn đang chớp tắt, và cả một vài thời điểm nhỏ khác nữa mà bây giờ cô mới để ý. Chị lúc này không còn nghĩ về người thanh niên kia bằng thứ cảm giác đặc biệt nữa, mà là một sự lo sợ cùng với thắc mắc rốt cuộc người này có liên quan gì đến những việc này hay không. Chị lại nghĩ về việc có nhiều kẻ cũng giở trò như vậy để hòng tiếp cận những người như cô vì mục đích xấu. Chẳng lẽ việc suýt gây tai nạn đêm đó chỉ là do người đó tự mình ăn vạ? Thì cũng cảm thấy chuyện này có chút kỳ dị, vì nó diễn ra trông không giống lắm với chuyện trên TV mà lâu lâu cô vẫn nghe qua, thế nhưng không thể loại trừ khả năng này. Như vậy chị lại nhớ đến lời hứa cuối tuần này. Cô nghĩ nếu như anh ta đang có ý đồ với mình thì chẳng phải đang tự chui đầu vào giỏ. Giờ thì cảm giác có lỗi trong người của cô như biến mất, thay vào đó là một sự kiêng dè đề phòng với người thanh niên này. Cô đang nghĩ đến việc bỏ luôn lời hứa vào cuối tuần, như vậy mới an toàn. Quả thì mấy hôm chẳng có chuyện gì xảy ra trong nhà. Đối với Chi, cô nhận ra quả nhiên là không còn để tâm tới người thanh niên kia nữa, thì những chuyện như vậy mới bắt đầu dừng lại. Rồi không phân định được tại sao như vậy, thế nhưng không còn chuyện gì đã là tốt. Cũng chính vì vậy mà cảm giác có lỗi trong người của cô dần trở nên thành sự ghét bỏ và cả sự buồn bã, vì lần đầu tiên có cảm giác đặc biệt với một người khác giới, nhưng đó chỉ là bị lợi dụng mà thôi. Xuân mấy hôm liền chị cũng thấy bóng dáng của người thanh niên kia, thế nhưng chẳng mảy may bận tâm vì người đó cũng không có ý tiếp cận cô nữa. Hôm nay là chủ nhật, cũng chính là thời gian cô đang hẹn với người thanh niên này. Vì đã không còn muốn giữ lời cho nên chị chỉ mải mê làm việc chẳng nhớ gì đến nó. Hôm nay cô tiếp tục ở lại làm việc đến khuya rồi mới trở về. Xuống đến hầm gửi xe, chị mệt mỏi đi lều thều chẳng quá bận tâm đến những gì chung quanh. Mở cửa xe, cô liền tiến vào bên trong đóng cửa lại, nổ máy đánh xe rời khỏi tòa nhà. Hơi đói bụng cho nên cô quyết định tạt vào một quán hủ tiếu ven đường để ăn tối, vì nghĩ chắc bà Thoa ngủ rồi cho nên ăn tạm cho nhanh. Đang ngồi đợi thì chị bán hủ tiếu bưng phần của cô lại rồi hỏi: Ủa sao em đi hai người mà em chỉ ngồi xuống ăn vậy? Chị nghe vậy thì ngạc nhiên. Hả, chị nói vậy là sao? À, chị không có gì đâu. Chị thấy là hai người đi cùng mà mỗi em ăn, cho nên nói vậy thôi, em đừng nghĩ nhiều.
Mạn Vân hơi ngẩn ra, không phải vì Chi đang có chịu với lời nói của chị bán hủ tiếu, mà thấy đang lạ vì những lời của chị ta nói. Chi liền hỏi: Người nào nữa hả chị? Em đi có một mình mà. Ủa sao lại là một mình? Chị thấy hình như có cả người yêu của em mà. Không có chị đâu. Em làm gì đã có người yêu? Em còn đang sợ ế đây này. Tính chị khá thoải mái cho nên không muốn làm cho chị bán hủ tiếu cảm thấy mình khó chịu với lời nói đùa. Chị ta nghe vậy thì cũng hiểu, thế nhưng vẫn cười nói: Chị xin lỗi em nhé, tài tính của chị hay nói sao vậy đó. Chị cười rồi gật đầu đáp: Không sao đâu ạ, em hiểu mà. Em chỉ thấy lạ là sao chị nói em đi với một ai đó thôi, trong khi đó em chỉ đi có một mình. Chị bán hủ tiếu ồ lên ngạc nhiên: Cơ mà chị thấy trong xe còn có người mà. Nói rồi chị ta quay lại nhìn về chiếc ghế bên cạnh ghế lái, thì lại được một phen ngạc nhiên: Ủa đâu rồi nhỉ? Mới vừa rồi còn thấy ở đây cơ mà. Thế phản ứng của chị bán hủ tiếu, chị tự nhiên thoáng qua một cơn rùng mình không ăn được nữa. Chị này lại quay sang nhìn cô cười rồi bảo: Vậy chắc là chị nhìn nhầm thôi em ạ, em ăn đi. Nói xong chị quay đầu đi lại xe hủ tiếu của mình, mặt không ngừng nhăn nhó tỏ ra khó chịu. Vì khá rõ ràng vừa rồi nhìn thấy trong xe là một người thanh niên chạc tuổi của cô gái kia, ấy vậy mà nhìn lại thì chẳng thấy đâu nữa. Bất giác chị ta vào mặt của mình một cái rồi thầm khẳng định: Mình còn trẻ có lẫn đâu nhỉ, còn tình thế cơ mà, sao lại có thể nhìn nhầm được chứ. Chị ta mải tập trung suy nghĩ đến mức mấy bạn chung quanh kêu tính tiền mãi chẳng thấy đâu. Bên này chị vẫn còn đang tập trung ăn cho xong tô hủ tiếu để còn đi nghỉ. Ăn xong cô tính tiền rồi rời xe rời đi. Đang hơi buồn ngủ và cả sự mệt mỏi, cứ cố gắng hát lên lân la vài câu cho tỉnh táo. Chị lái xe đi từ từ để tránh nguy hiểm. Mỗi lúc sau đến đoạn đường cũ mà đêm trước gặp người thanh niên kia, cứ mới sừng nhớ ra là ở trong đầu lời hứa cuối tuần trước với người thanh niên, thế nhưng gạt nó đi vì có chút giận dữ trong lòng. Suy nghĩ có lẽ rằng tên đó cũng đã từ bỏ ý định, cho nên chị tập trung điều khiển cho xe đến đoạn có lối dành cho người đi bộ, rồi buộc dừng xe lại vì có người đang đứng chặn ở đó. Xe dừng lại, chị vẫn ngồi ở bên trong mà nhìn ra. Nhìn thấy gương mặt của người thanh niên mà cô dùng mình một cái, vì đó không ai khác chính là thanh niên tuần trước mình đụng phải. Người đó cứ đứng im dương mắt nhìn qua lớp cửa kính mà chẳng có hành động gì cả. Chị bấy giờ run rẩy sợ hãi không thôi vì sự có mặt của người này. Cô lập tức nghĩ ngay đến việc gọi cho công an, thế nhưng điện thoại tự nhiên tắt ngúm chẳng thể nào gọi được. Cô liền tìm cách khác, đó chính là lùi xe rồi tìm một con đường khác để đi. Thế nhưng nó cũng đột nhiên tắt máy. Ánh đèn trước xe cũng tắt lụi, chỉ có thể nhìn rõ thân người thanh niên đang đứng trước xe nhờ vào ánh sáng của đèn đường chung quanh. Chẳng thể làm được gì, chi chỉ còn biết cố thủ trong xe mà không dám mở cửa đi ra ngoài vì sợ sẽ có người tấn công, miệng cố gắng nói: Này, anh mau tránh ra đi, tôi gọi công an đó. Đừng có nghĩ tôi con gái mà muốn lợi dụng, mau tránh ra đi không đừng có trách tôi. Nói như vậy nhưng có vẻ người thanh niên kia không nghe được, cho nên vẫn cứ đứng yên ở đó mà nhìn chi bằng một ánh mắt sâu thẳm mang theo một nét buồn thảm mà chi lúc này không thể cảm nhận được. Gọi báo công an cũng không được, đánh xe bỏ chạy cũng không được, nhìn chung quanh cũng chẳng có ai. Chi càng lúc càng cảm thấy tuyệt vọng. Thứ có thể giúp cô chưa mất bình tĩnh chính là việc người thanh niên kia vẫn đứng im tại chỗ mà không hề có hành động gì cả. Chị vẫn cố gắng lớn tiếng nói ra bên ngoài: Anh muốn gì ở tôi? Dừng lại đi, tôi báo công an đó. Đừng có theo tôi nữa. Từ bên mấy hôm nay anh theo tôi rồi, mau đi đi, tôi sẽ coi như không biết gì cả. Người thanh niên kia vẫn đứng đó chẳng phản ứng gì cả hay thay đổi nét mặt sau câu đe dọa của chị, mà chỉ nhìn cô một cách để đượm buồn. Chị đe dọa mãi chẳng thấy có tác dụng gì, cô đành cố gắng bật điện thoại của mình lên, thế nhưng không được. Cô tức quá mà ném nó qua một bên, tiếp tục nhìn ra trước kính xe. Hơi thở ngột ngạt trong sự sợ hãi, giờ đây cô biết mình đang lâm vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần gã kia ập tới phá cửa, cô sẽ phải làm gì đây? Giờ đây nói gì cũng không có tác dụng, chỉ lặng lặng nuốt nước bọt sợ hãi nhìn vào ánh mắt của người thanh niên trước mũi xe của mình. Thế nhưng khi nhìn kỹ vào nó một lúc, cô mới thấy hình như người này đang không hề tỏ ra một chút nào sợ hãi, mà lại là một ánh mắt buồn thảm nhìn cô như đang cầu cứu.
Nửa đêm trên con đường vắng, chị đang bị một ánh mắt sâu vô tận xoáy vào tâm trí. Bất giác cô lại nhớ đến những giấc mơ lạ mấy đêm trước. Nhìn vào đôi mắt ấy từ từ rồi cô cũng nhận ra cái khung cảnh một người đi bộ bị tông trực diện chẳng ai khác ngoài người thanh niên này. Chị run lên không còn kiểm soát được cơ thể của mình nữa, vì đã khẳng định cái người bị tông trúng trong giấc mơ chính là anh ta. Cũng gương mặt ấy và bộ đồ ấy. Dù vậy thế nhưng chị vẫn chưa hiểu rõ những gì mà mình đang gặp phải. Miệng mấp máy như muốn hỏi: Anh muốn gì ở tôi? Chẳng rõ người thanh niên kia có nghe được lời này hay không, thế nhưng anh ta không còn đứng im nữa mà đưa cánh tay của mình lên đưa về phía trước như ám chỉ điều gì đó. Chị cũng bất giác nhìn theo há hốc mồm khi thấy phía bên tay phải nơi đề đường đang có người bắt đầu bước sang bên kia, mà người đó lại chính là người thanh niên đứng trước xe. Còn chưa kịp thắc mắc gì thì bên tai cô nghe được có tiếng xe đang gầm rú rồi ào ào phóng lại phía mình. Chị lập tức nhận ra có một chiếc xe đang đi cùng chiều với cô với một tốc độ cực kỳ nhanh. Sau đó lại nhìn về người thanh niên đang sang đường, cô thấy vẻ mặt hoảng hốt đứng chết chân tại chỗ của anh ta thì bất giác hét lên ở trong xe: Chạy đi! Lời của cô vừa dứt thì tiếng thắng cấp vang lên khô khốc trên con đường, rồi sau đó là một tiếng va chạm giữa người và xe. Nghe đến chói cả tai, khiến cho chị nhắm chặt mắt không dám nhìn vào những gì đang xảy ra. Thế nhưng khi chiếc xe kia đang tiếp tục rồ lên như thể muốn phóng đi, trong lòng của chị có một cái gì đó thúc giục, khiến cô mở mắt. Trước mắt cô là một người thanh niên đứng ngay trước mũi xe, rồi chỉ tay về phía trước. Xa hơn một đoạn là cơ thể đầy máu của chính người thanh niên đang nằm bất động. Cái cơ thể ấy một đoạn nữa, chiếc siêu xe màu vàng đang rồ ga. Một người trong đó mở cửa chạy ra nhìn cái cơ thể rồi miệng hét lớn: Chết rồi! Nói rồi gã chạy vào trong chiếc siêu xe rồi nổ máy phóng đi. Chị chỉ biết câm nín nhìn vào từng chi tiết đang diễn ra ngay trước mắt của mình, miệng mồm há hốc sợ hãi. Chị lúc này vẫn như bị bàn tay của người thanh niên thúc giục mà nhìn thẳng vào chiếc xe đang tăng ga bỏ chạy. Ngay lập tức cô nhìn thấy một điều gì đó đặc biệt rồi tự lẩm bẩm trong miệng. Chiếc siêu xe đã hoàn toàn biến mất, bỏ lại một cơ thể đầy máu của người thanh niên tội nghiệp trên con đường. Chỉ thấy vậy thì vội đẩy cửa xe bước đi, nhưng cả cơ thể của cô cứng nhắc, chẳng thể hành động được gì. Ngoài đôi mắt vẫn có thể liếc qua liếc lại. Nhìn về phía người thanh niên, cô thấy anh ta lắc lư qua lại, như thể ra hiệu không cần, rồi từ từ tan biến ngay trước ánh mắt kinh ngạc của chị. Chị hét lên một tiếng rồi tỉnh dậy, và thấy mình đang ở trong ngay phòng làm việc. Thật ra thì vì quá mệt cho nên cô ngủ gục ở đây. Ngay khi cô vừa tỉnh dậy còn chưa để ý được gì thì bên ngoài cửa văn phòng một thân ảnh đứng đó là một nụ cười thanh thản rồi tan biến. Trong phòng chị nhận ra mọi thứ từ nãy đến giờ chỉ là mơ thì có phần run rẩy. Mãi một lúc sau mới cố gắng nhớ lại. Dường như mọi thứ rõ ràng, chỉ có thể nhớ được từng chi tiết. Nghe gì đó cô lại đặt tay vào bàn phím của cái máy tính rồi gõ một vài dòng chữ. Lần lượt các dòng kết quả hiện ra làm cô há hốc mồm rồi lập tức thu dọn đồ đạc cấp cáp và rời đi. Cô không về nhà ngay mà đến trụ sở công an để trình báo gì đó. Mấy người công an mấy đêm đến nhà của cô tỏ ra bất ngờ vì hôm nay cô không đến để nhờ sự trợ giúp mà lại trình báo về một vụ việc liên quan đến một vụ tai nạn xảy ra gần đây. Phía công an cũng không rõ tại sao chưa lại biết rõ về vụ việc này như vậy. Cô chỉ nói mình chính là nhân chứng tại thời điểm xảy ra tai nạn, nhưng chỉ bảo là cô vô tình đi dạo ngang đó mà thôi. Cô đọc rành mạch cái biển số xe mà mình vừa rồi nhìn thấy trong giấc mơ, dù cô không biết hành động này của mình có đúng hay không. Nhận được thông tin từ phía công an lập tức điều tra, và số xe này cũng nhanh chóng tìm ra nó. Công an sau đó cũng tìm ra được việc chiếc xe gần đây được sửa lại phần vỏ và tìm thêm được một số bằng chứng khác liên quan đến vụ việc. Đen cho người thanh niên này, khi xe va chạm thì một phần vỏ xe đã bị vỡ và nằm lại ngay tại con đường đó, và nó hoàn toàn trùng khớp với phần đã được thay đi mà công an tìm được tại cơ sở mà tên này đã sửa xe. Thì ra đêm ấy gác cũng với một người bạn uống say quá gây tai nạn, thế nhưng đoạn đường đó lại chẳng có máy quay cho nên việc điều tra trở nên khó khăn. Giờ đây trước sự giúp đỡ của Chi, mọi việc đã dần trở nên sáng tỏ. Từ sau việc đó thì Chi cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.
Cô nhận ra những gì mình gặp phải chỉ là người đó đang cố nhờ mình giúp đỡ. Thế nhưng sau đó cô đêm nào cũng mơ thấy người thanh niên kia về nằm bên cạnh giường mình, thì mới đem kể với mẹ. Lập tức hai mẹ con lại tìm đến ông thầy kia, sau mới biết được rằng người này vốn làm cùng tòa nhà với Chi, cho nên vẫn hay nhìn thấy cô mà đem lòng cảm mến. Chỉ tiếc là số phận nghiệt ngã khiến anh phải ra đi khi còn trẻ. Đó cũng là một phần nguyên nhân tại sao anh lại tìm tới Chi để nhờ sự giúp đỡ. Ông thầy liền bảo: "Trơ trêu, thật là trơ trêu. Mới đợt trước ta xem thì con chẳng phải gặp duyên âm gì cả. Thế nhưng lần này thì có. Người này còn sống đã thích con, sau khi mất lại được con giúp đỡ nên mới đi theo như vậy. Người này cũng không có ý xấu, ý của con thế nào?" Chi nghe vậy mỉm cười nói gì đó với ông thầy. Ông liền mỉm cười hài lòng. Sau đó hai mẹ con rời đi. Chi đưa mẹ về nhà rồi cũng dò hỏi được ngôi mộ của người thanh niên kia, mà tìm đến thắp cho anh một nén hương. Sau đó đặt lên mộ của anh một đóa hoa hồng trắng rồi trở về. Đang bước đi thì bên tai của cô có tiếng gọi: "Vợ ơi, mau dậy đi, ngủ gì mà lắm thế?" Chi giật mình tỉnh dậy, há hốc mồm nhìn chồng của mình. "Ủa, là mơ sao?" Bên cạnh, người đàn ông liền ôm cô vào lòng rồi bảo: "Chưa bà, chẳng lừa của anh hôm nay mơ thế gì, ngủ tới 11 giờ chưa không có chịu dậy, xin nấu cơm cho anh đi." Chị ngưng ngắc đoạn mỉm cười tủm tỉm: "Thì em mơ mình mắc duyên năm, gặp được anh đẹp trai lắm." Chồng có nghe vậy nhéo vào mũi của cô rồi bảo: "Khiếp thôi, mẹ hai con rồi mà duyên với Trà Âm, tôi xin đấy. Ngoài anh ra thì ai còn đẹp trai hơn chứ?" Chị nghe vậy thì ngẩng lên nhìn chồng, thì gương mặt ấy cũng chính là người thanh niên mà mình nhìn thấy trong giấc mơ. Cô bất giác đỏ mặt vì giấc mơ ấy quá là chân thật. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.